Mời ông đến đi, mời ông đến một chút thì sẽ là chỉ đến gì? Số ý xa À, chỉ đến số ý xa, mời ông đến một chút đi. Đúng nào? Đấy, đi vào. À, nếu như chúng ta muốn làm thêm từ xem xong thì chúng ta đã xem xong chỉ nghĩ chủ ý xem đúng không? Rồi bây giờ đặt câu với lại cái từ xem xong cho cô nào, đặt câu với từ xem xong cô, ví dụ như là ông ngài muốn đổi bao nhiêu tiền thì sẽ nói như nào? Ông ngài muốn đổi bao nhiêu tiền sẽ dùng từ gì? Xem xong. Nín theo hoan. Bao nhiêu tiền là gì? Tua sẵn chén. Đúng rồi. Xem xong, nín theo hoan tua sẵn chén. Được chưa? Đó. Ví dụ, tôi muốn đổi 1.000 đô la Mỹ. Trả lời nào? Tôi muốn đổi 1.000 đô la Mỹ Khánh Hồng nào? Của Yao Hoan. Của Yao Hoan cái gì nào? 1.000 là gì? Y chen. Mày yuan. Đúng rồi. Của Yao Hoan y chen. Âu Yến Âu Yến Tặng Ý Huệ Ý Huệ Xem xong Xem xem Số Số Tấn ngồi ý xa Tấn ngồi ý xa Tấn ngồi ý huệ Tấn ngồi ý huệ Chỉ nín số ý xa Chỉ nín số ý xa Xem xong Nín yêu hoa tổ, Tốt sọ chén Xem xem Nín yêu hoa Tốt sọ chén Ờ.